Em chào tất cả các bác ạ, ở bên em bao ship đơn hàng từ 200.000. Nay thì em có về cái địa lan Mạc Xuân. Đây là một trong những dòng địa lan hoa nở vào dịp Tết âm lịch. Và điều đặc biệt của nó là địa lan Mạc Xuân thì nó rất là đa dạng về mặt bông cũng như là màu sắc. Còn về mùi hương của nó thì nó sẽ thơm như mùi hoa hồng. Và thơm mùi hương của nó thì như mùi hoa hồng, nhưng mà cái độ thơm của nó thì thơm hơn hoa hồng rất là nhiều. Cái này thì em trồng từ hồi Tết các bạn, em trồng từ hồi đầu năm ấy. Em lấy ở rừng về, hàng rừng về trồng. Bây giờ nụ cao như thế này rồi. Đấy, chỗ này thì có 10 nụ các bạn. Các bác có thể mua 10 nụ này 200.000 bao ship. 10 nụ là 200.000 bao ship và về là được một chậu to luôn các bạn. Các bác có thể đặt ở phòng khách hoặc là mình đặt ở ngoài hiên ấy. Đấy, rất là thơm. Em nghĩ là đây là một trong những dòng địa lan mà rất đáng để chơi Tết trong dịp Tết này. Các bác lấy từ 10 nụ là 200.000 bao ship nhé. Đấy, một khóm. Dòng địa lan này thì các bác ở miền Nam thì nó không các bác ở miền Nam thì mua hàng có nụ về chơi Tết thì được các bạn. Còn nếu trồng cái địa lan này mà trồng từ đầu mà cây chưa có hoa để mà mình để trồng nó có hoa ấy thì có hoa rất là thấp, khả năng có hoa ở miền Nam là không cao lắm, hầu như là không có hoa. Cho nên là các bác ở miền Nam mà muốn sưu tầm chơi dòng này thì đến lúc mùa có nụ thì mình mua về sưu tầm chơi các bạn. Em thì em rất là thích địa lan, đặc biệt là địa lan Mạc Xuân, em rất là thích, trồng cái này em rất là thích luôn. Các bác mà yêu thích mà muốn sưu tầm dòng này cho dịp Tết thì các bác liên hệ ủng hộ em. Đấy, còn về lan kiếm thì như là Vị Hoàng này, Xanh Huế này, rồi Lô Hội, Tuyết Ngọc Lô Hội này, rồi Thủy Trơn Bắc Cạn thì nhà em vẫn luôn có các bác nhé. Đấy, đấy những... Còn về phân thuốc thì nhà em vẫn có đầy đủ các bác, vẫn có đầy đủ tất cả các loại phân thuốc này. Trước hết là kẹp thì có hai loại, đó là kẹp to và kẹp bé. Kẹp này là kẹp to gần 2 sen. Cái này thì em đang bán là 650 đồng một cái. Bác lấy từ 100 cái là 60.000. Còn kẹp nhỡ này thì 500 đồng một cái ạ, lấy từ 100 cái là 45.000. Trừ ốc Ngọc Linh, bả diệt ốc Ngọc Linh, cái này thì em đang bán là 45.000. Lọ này thì nó nặng hai lọ này là 200 g các bác nhé. 200 g. Những cái trước thì em có bán cái ốc Thái, bảo ốc Thái ấy, nhưng mà cái đấy thì lọ 100 g thì nó là 25.000. Nhưng mà loại sản phẩm của Ngọc Linh thì các bác yên tâm về chất lượng của nó. Rất là xuất sắc luôn. Nói chung là những cái sản phẩm của Ngọc Linh thì đều là những cái sản phẩm rất là chất lượng, nên là các bác yên tâm về chất lượng của nó. Và so với những cái đợt trước em bán thì cái này nó còn rẻ hơn một chút cơ. Umic acid là 38.000. Bencona diệt nấm mốc rong rêu vi khuẩn, cái này thì 25.000. Kích rễ thì nhà em có Biorot này, lọ này là 100 ml, hiện tại là 65.000. Ngoài ra thì còn có cái N3M ạ. N3M 100 g. 100 N3M 100 g thì là 25.000, còn 500 g thì là 110.000. Còn B1 thì nhà em có B1 này, Superrot B1, lọ này là 30.000 100 ml. Ngoài ra thì còn có B1 Thái, B1 Thái lọ 500 ml. 500 ml thì là 85.000, lọ 1 lít là 140 và lọ 100 ml là 25.000. Atonic nhà em cũng có hai loại, đó là loại gói. Loại gói thì loại gói là một hộp nó cũng có 10 gói, một gói là 10 ml cũng là 80.000 một hộp. Lọ thì cũng là 100 ml là cũng là 80.000. Atonic nó là thuốc kích thích sinh trưởng các bạn. Còn Superthyne thì nó là hormone tăng trưởng. Đấy, hai loại này. Superthyne thì nhà em chỉ có gói 60 ml. Lọ 60 ml và có giá là 120.000, đây là hàng nguyên đai. Bộ tứ phân cá Úc thì bao gồm có Acerot này. Acerot tốt dễ đẻ nhánh này, Siso tốt dễ đẻ nhánh. Power Fit mập mầm to hoa dày cánh và All Home đó là bung dễ bật mầm. Cái này là 25.000 một lọ, cả bộ của nó là 100.000. Canxi thì nhà em cũng có 3 loại các bạn, có Canxibor Maze 28.000. Canxibor thường ấy, Canxibor của Việt Nam, cái này là 25.000 ạ. Ngoài ra thì còn có Super Canxi các bác nhé. Super Canxi thì cũng là 25.000 một lọ. Còn Super Kali là 25.000 này, Super Maze cũng là 25.000. Cái chế phẩm Hùng Nguyễn ạ, 6 trong 1, 6 trong 1 cái này thì em đang bán là 25.000 một lọ. Các bác lấy từ 10 lọ là 220. Ở đây Tenosort thì có siêu da rễ, siêu to lá, cái này thì 25.000 một lọ.
Siêu lân thì nhà em cũng có hai loại, đó là siêu lân xanh và siêu lân đỏ ạ. Mỗi loại lọ là 25.000. Keo liền sẹo cũng có hai loại là keo Mỹ Tiến 27.000 và keo đen. Keo Mỹ là 47.000. Nano đồng, nano bạc 30.000 một lọ. Phi san sát khuẩn ạ, phi san lạnh, phi san 20. Cái này thì hiện tại là 55.000 một lọ. Kích hoa thái thì nhà em có hai kích hoa thái là 35.000 ạ. Còn con nảy chồi cũng là sản phẩm của Alpha Omega, cái này cũng là 35.000 một lọ. Kích hoa thái là 35.000. Ngọc linh chống thối ngọc linh, cái này thì chín mươi lăm nghìn một lọ. Kiri thì nhà em có kiri xanh, kiri đỏ. Kiri xanh là 45.000, còn duy đỏ là 55. Dây mạ đồng này, mạ đồng cái này một cuộn 200g là 60.000. Fendona lọ 40.000 các bạn. Fendona nhà em cũng có hai loại, gói 5ml. Gói 5ml một gói sẽ pha được 1 lít nước ạ. Fendona 10SC cái này là 12.000 một gói. Còn Fendona 20SC cái này là 40.000 một lọ 100ml. Gromo thì nhà em cũng có 3 loại, đó là 30, 10, 10, 6, 30, 30 và 20 đều. Cái này thì em đang bán là 27.000 một lọ 100g. Zinan thì cũng có cho cây con, cây trưởng thành và cây ra hoa. Hiện tại thì em đang bán là bao nhiêu nhỉ? 25.000 một lọ các bạn. Còn đầu trâu thì có đầu trâu 501, 701 và 901, cái này cũng 25.000 một lọ này. Còn phân tan chậm thì em chỉ có phân chì Nhật 120, phân xanh Mỹ 140, vàng Mỹ 150, trắng Nhật 220 và có phân Hàn Quốc 20-10-10 là 120.000 một cân. Chichoderma một gói một cân là 40.000 và em gieo thì gói đây là 27.000 các bạn. Viên nén hữu cơ Ben 1 55.000 một hộp một cân. Còn Ben 3 phân chuẩn quế thì nhà em đang bán là 32.000 một cân. Đấy là phân thuốc các bạn. Còn về vật tư chậu mốc thì nhà em vẫn có đầy đủ các bác nhá. Chậu sen, chậu bí, chậu nan thẳng ạ. Đây. Chậu bí thì có phi 20, 25 và 30, 35. 10.000, 12.000, 16.000. 27.000. Đấy, chậu 35 rất là to. Chậu này thì khá là đắt, 27.000 một cái, rất là nặng luôn và cái thanh rất là chắc. Còn chậu E thì có E280, E300 và E330. E280 là 7.000, E300 là 9.000, còn E330 là 12.000 các bạn. Rêu rừng thì em đang bán là 40.000. Đấy, còn chậu sen thì nhà em có chậu sen ạ. Mẫu chậu sen thì có phi 20, 25 và 30 và giá là 10.000, 13.000 và 21.000 là mẫu chậu sen. Còn vỏ thông thì nhà em vẫn có các bác nhé. Em cảm ơn tất cả các bác đã xem video ạ. Các bác mà cần những loại vật tư nào thì các bác liên hệ ủng hộ em. Em cảm ơn tất cả các bác. Em chào các bác ạ.